Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, phòng kỹ thuật công ty Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem nhiều camera T&D khác nhau trên cùng một app EasyLine Plus. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng lên, các bạn sẽ chọn tab yêu thích. Sau đó mình sẽ nhấn thêm. Tên thì các bạn sẽ đặt một cái tên tùy ý, sau đó các bạn sẽ nhấn lưu. Tiếp tục các bạn sẽ nhấn thêm thiết bị. Thì ở đây mình đang có sẵn 3 camera khác nhau, như là phòng camera khách, sân và cổng. Hoặc là các bạn cũng có thể thêm trực tiếp đầu ghi vào xem cùng. Thì tại khu vực chọn thì chúng ta chỉ có thể chọn tối đa là 16 khung hình đó. Nếu như các bạn chọn quá số lượng đó thì nó sẽ không cho phép chúng ta để thêm. Sau khi thêm xong thì các bạn có thể xóa hoặc là thay đổi vị trí thứ tự camera các bạn cần xem. Thì để thay đổi thì các bạn sẽ nhấn giữ. Sau đó chúng ta sẽ kéo thả. Và sau khi chúng ta thao tác xong thì mình sẽ nhấn lưu. Và bây giờ mình sẽ nhấn phát trực tiếp để xem những camera mình vừa thêm vào cùng một nhóm. Thì chúng ta có thể xem nhiều khung hình như là 4, 9 hoặc là các bạn sẽ thêm cùng lúc 16 camera khác nhau để xem. Vậy là mình cũng đã hướng dẫn các bạn xong cách xem cùng lúc nhiều camera T&D khác nhau trên cùng một app EasyLine Plus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những video sau.